Xin chào anh chị em người dân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn cùng trải nghiệm cái con này là con chim kéo đờn mái. Con này dùng để kết bổi gọi bầy. Mời các bạn cùng theo dõi ha. Kinh là chim kéo đờn mái. Nó líu ríu rất là vui tai. Nè, anh em nào dùng để kích bổi rất là tuyệt vời. Nó líu ríu suốt. Rất là đẹp gái.